Tiếp mục cà phê hotline xin được chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin được người dân phản ánh thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Mới đây thông qua số điện thoại 0901812999 thì kênh truyền hình VTC9 của chúng tôi nhận được phản ánh của khán giả tại Hà Nội về tình trạng lòng đường vỉa hè trên nhiều tuyến đường cửa ngõ tại thủ đô liên tục bị lấn chiếm và gây nên tình trạng là ùn tắc, đặc biệt trong các giờ cao điểm, đồng thời tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ an toàn tai nạn giao thông. Và trước đó thì kênh VTC9 cũng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này, tuy nhiên tình trạng này vẫn ngang nhiên tồn tại. Cụ thể, dọc tuyến đường Giải Phóng và đường Ngọc Hồi thuộc địa bàn hai quận Hoàng Mai và Thanh Trì, từ nhiều năm nay xuất hiện nhiều tiểu thương sử dụng xe ô tô để bày bán hoa quả, cùng các sạp bán hoa quả tự phát của người dân mọc lên như nấm. Mỗi mùa lại bày bán mỗi loại hoa quả khác nhau. Và điều đáng nói là những sạp hoa quả này không chỉ bày bán trên vỉa hè mà còn tràn xuống cả lòng lề đường. Dù đoạn đường này được mở rộng lên đến 8 làng xe chạy, đồng thời vỉa hè được lát gạch rộng gần 2 mét, tuy nhiên cứ được vài trăm mét lại bắt gặp một sạp hàng hoa quả tự phát tương tự tại tuyến đại lộ thăng long cũng xuất hiện một số tiểu thương ngang nhiên đổ ô tô dưới lòng đường để bày bán hoa quả tình trạng này diễn ra nhiều năm không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn mất an toàn giao thông được biết lực lượng chức năng đã nhiều lần vào cuộc nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè này vẫn chưa được xử lý dứt điểm Vâng và theo quy định tại điều 12 của nghị định số 171 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể thì các tổ chức cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng đường lề đường thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm hành vi lấn chiếm lòng đường lề đường có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị trên vỉa hè của các tuyến phố có quy định cấm bán hàng.